Tập 8. Kẻ nào xông qua, giết không tha. Dạ. Không được hoảng loạn. Chỉ là mấy tên giặc nhỏ thôi, có gì đáng sợ? Mẫu thân, có con đi. Trong thiên hạ này không ai có thể làm hại Tào gia ta. Công tử, động thủ chưa? Không đúng. Tại sao Túc Vệ vẫn chưa ra tay chứ? Rốt cuộc Dương Thu muốn làm cái gì? Xung tập tới rồi. Vậy có nghĩa là bốn cổng thành đã lấy được rồi. Hổ báo kỳ của Tào phủ cũng không đơn giản. Vẫn còn một trận ác chiến nữa. Bệ hạ, ngài kiên nhẫn thêm một chút. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho nàng. Cái gì? Ta nói nàng đừng có sợ, ta sẽ bảo vệ cho nàng. Nhiều năm trước, ta và tiên đế lúc vừa trốn khỏi Trường An, chạy trốn khắp nơi, địch dây tứ phía. Lúc chạy tới ăn ấp thì hết lương thảo, tiến không được, lùi không xong. Lúc đó ta và tiên đế ở trong một căn nhà tranh sơ sài ở ngoài thành ăn ấp. Đột nhiên tiên đế hỏi ta, nếu như lúc này có thích khách xuất hiện thì ta sẽ làm sao? Nàng chắc chắn bảo vệ cho huynh ấy. Đúng, ta trả lời, ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ thiên tử. Tiên đế gật gật đầu, nói người cũng nghĩ như vậy. Thật không ngờ hoàng huynh cũng có lúc thâm tình đến như vậy. Không, ý của tiên đế là người cũng sẽ dùng tính mạng của ta để bảo vệ thiên tử. Lúc đó tâm trạng của nàng thế nào? Cũng chỉ có một người không giống hoàng đế như ngài mới quan tâm tới tâm trạng của một phi tử. Hoàng huynh của trẫm đúng là một người rất đặc biệt. Ta nói với ngài điều này không phải để oán trách tiên đế vô tình. Ta chưa từng oán trách người, cho dù là vào lúc đó ta cũng có thể hiểu người. Tiên đế mang trên mình gánh nặng của cả Hán thất. Trái tim người đã bị trách nhiệm và lo lắng chất đầy hết rồi, không có cơ hội để trải nghiệm những thứ ngài nói, trong đó còn có tình cảm. Ta muốn bảo vệ người. Đáng tiếc, người đã không còn nữa. Nhưng ta tin tiên đế, ta tin vào sự quyết đoán và sắp xếp của người.
Di nguyện của hoàng huynh, ta sẽ thay huynh ấy hoàn thành. Ta sẽ bảo vệ Hán thất, cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Đưa đuốc. Quân Trương Tú ở đây, loạn thần tặc tử mau đầu hàng đi. Trương Tú, tướng quân chạy mau! Đệ của thiên hạ đệ nhất kim cách. Hả? Ngô đại nhân đâu? Ngô Thạc, Mãn Sủng, quả nhiên là ngươi. Động tướng quân, nửa đêm không ở trong phủ nghỉ ngơi, không biết tới đây có chuyện gì. Mãn Sủng, ngươi đừng giả vờ giả dịch nữa. Hôm nay ta phụng chỉ giết tặc, diệt trừ gian đảng, đừng có tiếp tay cho giặc. Nếu không đầu hàng, khi đại quân đến, giết chết không tha. Trùng hợp, ở đây ta cũng có một phần thánh chỉ, nói Đổng tướng quân ngài tụ tập mưu phản, kêu Hứa Đô Vệ lập tức tiêu diệt. Giả truyền thánh chỉ là thủ đoạn bao lâu nay của Tào Tặc, đợi bệ hạ tới đây sẽ tự tay giết phản tặc nhà ngươi. Cha, cha, Đổng tướng quân, quân Tây Lương vào thành rồi. Hả? À, ngươi nói cái gì? Chúng ta bị bắn đứng rồi. Hả? À, you
Đừng giết Đổng tướng quân. Đổng bá phụ, kế hoạch này của ta có được xem là có đầu có đuôi không? Ta nên nghĩ là ngươi, nếu không phải ngươi, Mãng Sủng dù có lá gan bằng trời cũng không dám mở cửa cho giặc, dẫn hổ vào nhà. Lúc người bố trí gian cờ này, chắc đã biết sẽ có ngày hôm nay. Đa tạ Đổng bá phụ khen ngợi. Phụ thân ngươi thân là đại thần Hán Thất, gia tộc Dương thị các ngươi trăm năm nhận ân đức của Hán Thất, sao ngươi lại đi đầu quân cho giặc Tàu? Cha ngươi vì bệ hạ mà bị Mãng Sủng tra tấn, Dương gia các ngươi bốn đời làm quan đều trung thành với nhà Hán, ngươi quên mất nguồn gốc dông ân phụ nghĩa, có mặt mũi nào đi gặp cha ngươi, đi gặp liệt tổ liệt tông của nhà Hán? Tiểu điệt chỉ thích những ván cờ kịch tính thôi. Nếu một kẻ ngu ngốc như ngài cũng thắng được thì thiên hạ này còn gì thú vị nữa chứ. Yeah! Yeah! Đi, đi mau, đi cứu thiếu quân. Dạ. Xông lên. Không sao, chúng không thoát được đâu. Ở đây hết chuyện vui rồi, ta còn có chuyện phải làm. Cáo từ. Chuyện ở đây đã xong rồi. Tư Mã Ý chắc ở gần phủ Tư Không. Đi giết hắn đi, làm giống như chết dưới tay của quân Tào. Từ Phúc, tại sao phải giết hắn? Bởi vì hắn biết thân phận của hoàng đế, phải chết thôi. Công tử, cứ giết chốc để được gì chứ? Cha ta phái ngươi tới đây làm gì? Tiểu nhân tuân mệnh. Nếu như đêm nay mà thắng, tiếp theo sẽ làm gì? Cái gì? Lúc trước cứ nghĩ là phải thắng, nhưng mà chưa từng nghĩ đến sau khi thắng thì sẽ làm gì tiếp theo. Bệ hạ thấy sao? Cho dù chúng ta lấy được Hứa Đô, bốn phía vẫn bị thế lực của Tào Thị bao vây, khó có thể độc lập được. Các người buộc phải liên thủ với một chư hầu, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Sách. Các người xem trọng kẻ nào? Các người muốn ta tiếp tục làm con rối cho kẻ nào? Bệ hạ đang trách ta sao? Trách bọn ta không để ngài làm chủ? Không phải. Ta biết được năng lực của mình mãi cũng không đủ, mà sách lược của Hoàng Huynh đưa ra luôn luôn là đúng. Tào Tư Không là một người như thế nào chứ? Ta là người Từ Châu, Sơ Bình năm thứ tư, ta còn chưa tiến cung. Sơ Bình năm thứ tư, Từ Châu. Năm đó Tào Tháo đánh chiếm Từ Châu. Không phải đánh chiếm, mà là tàn sát. Bất kể già trẻ nam nữ đều giết sạch hết, xác chết đầy đường, máu chảy thành sông. Ta ngồi bên cạnh đống xác chết, máu làm váy của ta nổi bồng bềnh. Ta cứ thế trơ mắt nhìn, nhìn nguyên một tòa thành trong chớp mắt biến thành địa ngục. Trong thiên hạ, chư hầu tranh giành, bách tính chịu khổ nhiều nhất. Chẳng trách nàng và tiên đế hận hắn tới như vậy. Đó là cái ta nhìn thấy, còn thành hạ phi ta không thấy nữa. Hắn hạ lệnh diệt chết nguyên thành, cho nên ta đã thề với tiên đế bắt buộc phải giữ được Hán Thất. Chúng ta nhất định phải thành công,
ta sẽ phò trợ ngài diệt trừ mối ung nhọt trong lòng Hán Thất, trả lại thái bình cho thiên hạ. Tiểu thư à, hay là chúng ta vô trong đi. Ta chỉ đi dạo một vòng thôi, ngươi đừng quan tâm mà. Thiếu quân, nương nương. Sao ngươi tới đây? Ta, đây là hải đường cao mà hồi nhỏ nương nương thích ăn nhất. Mấy nay ta làm được một ít, nên đem qua cho người nếm thử. Quân tử không vào bếp. Ngươi là một đại nam nhân mà biết làm cái này sao? Chúng ta vô trong đi. Trời ơi, ta không vô đâu. Ngươi cầm cái này vô trong đi. Vẫn nên vô nhà thì hơn. Hay, được rồi mà. Nương nương à, sức khỏe quan trọng nhất, người vẫn nên đi vào trong đi. Ta muốn đợi cha của ta về, trong lòng ta cứ thấy không yên. Đổng tướng quân, ngài ấy làm sao vậy? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cảm thấy gần đây mọi người lạ lắm. Cha ta cũng vậy, bệ hạ cũng vậy luôn. Triệu Ngạn, người hứa với ta một chuyện nha, nhất định phải giúp ta làm được. Được, nói đi. Từ sau trận đại quả lần đó, bệ hạ thay đổi cứ như một người khác. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Vài lần ta muốn hỏi người, nhưng mà lần nào cũng bị ả Phục Thọ ngăn cản. Người giúp ta tìm hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Nương nương, người nghĩ nhiều quá rồi. Ngươi phải điều tra rõ ràng cho ta. Được, ta hứa với người. Nương nương, phụ thân người đã bị bại trận rồi. Ngài ấy phải ta đến cứu người, bỏ đi thôi. Cha của ta đâu? Cha người đã bị mãng sủng bắt đi rồi. Có truy binh đuổi theo và phải đi ngay. Mau đi theo ta, nhanh lên. Đi mau đi, nương nương, còn đợi ra làm gì? Mau lên. Đi đi, cha. Cha. Dương Tư Quân, ta giao nương nương cho ngài. Dương Tư Quân, giao chuyện ngươi hứa với ta đó. Thiếu quân, ta hứa với nàng. Cha. Ở bên kia, mau đuổi theo. Cha. 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 Thiếu quân, bên kia đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, hậu lên, cha, 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 cha. Công tử, có chuyện gì xảy ra vậy? Công tử, quân Tây Lương vào thành, Đổng Thừa đã bại rồi. Cái gì? Quân Tây Lương? Dạ. Sao có thể chứ? Là Trương Tú sao? Dạ. Là tên Trương Tú đã giết Tào Ngang, trưởng tử của Tào Tháo. Là hắn. Vì hắn là kẻ thù của Tào Tháo, sao Tào Tháo có thể liên thủ với hắn chứ? Đúng là dám làm. Vì công tử, chúng ta còn ra tay sao? Bỏ đi, người đó không ra được đâu. Sao rồi, không sao chứ? Mau, mau đi tìm được anh Trương Chí Quê. Dạ. Theo như kế hoạch cũ, hộ tống mọi người rời khỏi đây. Dạ. Đi. Kỵ binh. Không đúng, Hứa Đô bây giờ chỉ còn bộ binh, sao lại có nhiều người tới như vậy chứ? Tiếng của loại ngựa này ta đã từng nghe, không phải là ngựa của Trung Nguyên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể ra ngoài. Cho dù xảy ra chuyện gì, ngài cũng không thể ra ngoài. Nếu không, nếu không, nếu không mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Chúng như vậy mà đi đầu quân cho Tào Tháo? Bọn chúng không đầu quân cho Tào Tháo mà chỉ là bán đứng các người thôi. Ngay cả Tự Phúc cũng ra mặt. Tên Dương Tu này, kẻ hắn muốn giết là ta. Nương chịu hết nổi rồi. Ráng chịu chút đi, sắp tới nơi rồi. Đường anh sẽ có cách. Cho Đường anh. Đường anh. Đường Anh, mở cửa đi. Đường Anh, ra đây đi, mau lên. Ráng chịu chút đi. Cô ấy sắp sinh rồi, cô biết đỡ không? Anh Nhi. Đường tỷ tỷ, xin hãy cứu con ta. Anh Nhi, đừng mà. Từ Mỹ, đánh với ta đi. Ngươi là Hoàng Nông Dương Phi sao? Hãn Thất phái ta tới đây để tìm ngươi đó.
bảo vệ Dương Phi. Dạ. Ngươi là kẻ nào? Thích khách đưa Đổng Phi tới, muốn hành thích ta. Là hắn đã cứu ta. Đổng Phi, Đổng Phi. Đổng Phi, mau đưa Đổng Phi vào trong, tìm đại phu và bà đỡ qua đây. Đổng Phi. Không được, xin Dương Phi lượng thứ, chúng tôi phải đưa Đổng Nguyên Nhân đi. Nếu người đưa đi, mụ ấy sẽ chết. Thuộc hạ được giao nhiệm vụ. Đổng Phi, xin Dương Phi thứ tội. Mụ ấy mang cốt nhục của bệ hạ, các người muốn nhìn thấy mụ ấy chết sao? Bọn chúng muốn diệt long chủng của hoàng đế để trừ hậu hoạn. Con về cổ thật đại dạng mặt trời hướng đông, nguyên nhân đi về đây. Không kịp nữa rồi. Báo tên của ngươi, ta sẽ nhớ cho thật kỹ kẻ đã trơ mắt nhìn hoàng phi chết. Thần hiệu quý hổ báo kỵ Tôn Nghị. Cút. Mau khi người này đi. Dạ. Cô biết hắn ta yêu cô như vậy, biết được lần phản loạn này kết cục là cái chết. Cho tới khi hắn chết, cô cũng không cho hắn biết sự thật. Sự thật gì chứ? Cô biết rõ mà. Chúng ta đều phải chết. Ngươi ở lại Hứa Đô, ngươi cũng phải chết. Đó là lời Dương Tu lừa cô. Kế hoạch thật sự không phải là hy sinh một cách vô ích như vậy. Các người chỉ lừa gạt Dương Bình, để sớm muộn cũng sẽ biết sự thật. Tới lúc đó để sẽ biết là cái đại nghĩa mà các người mang danh cũng chỉ là sự nhu nhược thấp hèn mà thôi. Được thôi, vậy thì giết thêm một người đi. Ta đi bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ đã diệt quân phản loạn,
thần cứu giá muộn đến để thỉnh tội. Ta biết rồi. Tôn Nghĩa đã nhìn thấy rồi. Cái gì? Tôn Nghĩa thấy Dương Phục chết trong tay cô. Võ công của cô không giấu được nữa. Tại sao lại để cho hắn về? Hắn quay về sẽ báo với Mãng Sủng cô biết võ công. Rồi Mãng Sủng chắc chắn sẽ tra tới cùng. Thân phận của cô còn có mưu đồ của các người. Tất cả đều không giấu được. Vậy thì sao chứ? Vậy thì sao hả? Có người sẽ bị tra hỏi, có người sẽ vì vậy mà chết. Chẳng lẽ Dương Phục chết rồi cô cũng không muốn sống sao? Là sống hay chết có khác gì đâu. Là hắn hay là người khác cũng có khác gì nhau. Bất cứ ai đều có thể hy sinh. Bao gồm cả bản thân cô sao? Bao gồm cả ta. Đến con kiến còn ham muốn sống, huống chi là con người chứ. Không biết sự tang thương của cái chết, không hiểu sự sống đáng quý ra sao. Có khác gì cái xác không hồn đâu. Chẳng trách bọn chúng lại chọn cô. Một con cờ trời sinh, muốn dùng sao cũng được. Nói ta biết, hoàng đế thực sự ở đâu? Tại sao phải dùng đệ đệ ta để thay thế? Không liên quan gì tới ngươi. Nếu cô tự tìm cái chết, quả thật không liên quan gì tới ta. Nhưng muốn đệ đệ ta hy sinh thì có liên quan tới ta. Là hắn tự nguyện thôi. Các người đẩy đệ ấy lên đầu sóng ngọn gió, làm bia đỡ đạn cho hoàng đế. Các người tưởng ai cũng ham muốn quyền thế như các người hay sao? Ta nói cô biết, Nghĩa Hoa hoàn toàn không muốn cái ngôi vị đó. Hắn buộc phải muốn. Tại sao vậy? Rốt cuộc các người dùng chuyện gì để ép đệ ấy? Đó là trách nhiệm của hắn, là vận mệnh mà hắn mang từ lúc ra đời. Ra đời? Nghĩa Hoa là hoàng thất sao? Nếu không thì ngươi nghĩ hắn lấy cái gì để thay thế tiên đế? Không phải song sinh, sao có thể mang dung mạo giống nhau như đúc chứ? Cô nghĩ là hoàng đế thực sự của các người đã chết. Ta biết rồi. Ta đã biết vì sao hoàng cung lại bị cháy. Ta đã biết vì chuyện gì mà Dương Thúc không tiếc cả cánh tay. Cô nghĩ là trận phản loạn ngu ngốc tối ngày hôm qua cũng là vì để ấy sao? Tạo phản kỳ lạ thiệt. Quốc Trường tạo phản là tạo với ai? Còn ai nữa là Tào Tư Không đó? Hả? Tào Tư Không sao? Tào Tư Không sao? Phải rồi, thiệt tình là đáng sợ quá. Không sợ gì quá. Đúng vậy. Thương thiệt chứ. Thiếu quân. Thôi về. Đáng thương thiệt quá đi. Chết thảm quá mà, đứng đó nữa đi. Thôi đi. Hay quá.
thần tôn nghị khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Đưa ra hậu viện. Dạ. Thần tuyên nghĩa tướng quân giả hữ khấu kiến bệ hạ. Thần phiếu kỵ tướng quân Trường Tú khấu kiến bệ hạ. Chúng thần khấu kiến bệ hạ. Trường tướng quân, tối qua Đổng Thừa là do ngươi dẹp yên đúng không? Dạ, bệ hạ. Trẫm còn nhớ trưởng tử của Tào Tư Không, Tào Ngang cũng chết trong tay của thiết kỵ Tây Lương của Trương tướng quân đây, có đúng không? Ngươi hàng Tào rồi phản, rồi giờ lại hàng Tào, cứ lặp đi lặp lại, một chân đạp hai thuyền. Ngươi rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Là ngươi, lại là ngươi. Tuyên nghĩa tướng quân giả hử? Có thật. Cái danh tuyên nghĩa tướng quân là kẻ nào, ngày tháng năm nào phong cho vậy hả? Khởi bẩm bệ hạ, tháng 3 năm Hưng Bình thứ 2 do bệ hạ sắc phong. Bản thân của ngươi cũng không nhớ nữa sao? Được, để trẫm giúp ngươi nhớ lại lý lịch của ngươi. Đầu năm Vĩnh Hán, ngươi phò tá Đổng Trác phế đi hoàng huynh của trẫm. Đổng Trác phong ngươi làm Thảo Lỗ hiệu úy. Sơ Bình năm thứ 3, Đổng Trác bị giết. Ngươi đầu quân cho thuộc hạ của Đổng Trác Lý Giác Quách Tỵ giết chết Tư Đồ Dương Doãn, được phong làm thượng thư. Hưng Bình năm thứ 2, Lý Giác Quách Tỵ công chiếm Trường An, lũng đoạn triều chính. Lý Giác phong ngươi làm tuyên nghĩa tướng quân. Suốt đoạn đường ngươi phò tá loạn thần tặc tử, bọn chúng từng người đều vong mạng. Chỉ có ngươi vẫn sừng sững tựa Thái Sơn. Khởi bẩm bệ hạ, tuy có gian thần loạn quốc, nhưng sừng sững như Thái Sơn là xã tắc Đại Hán. Chiêu chỉ sắc phong cho thần Đống Ngọc Tỷ của bệ hạ, cho nên người sắc phong cho thần là bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua Sa Kỵ tướng quân Đổng Thừa liên kết với Trường Thủy hiệu úy Xung Tập, Nghị Lan Ngô Thạc, Dương Phục tướng quân lập mưu tạo phản. Cũng may có Giả tướng quân và Trương tướng quân dẫn binh bình loạn. Bệ hạ. Giả tướng quân,
Dạ tướng quân, lần này ngươi muốn trẫm sắc phong cho ngươi vị trí gì? Thần chỉ khuyên Trương tướng quân xem xét thời thế, hàng phục quân Hán ta. Lần bình loạn này, Trương tướng quân thuận theo thiên thời, có công cứu nước, người nên được phong thưởng là Trương tướng quân. Thần không dám kể công. Ngươi nhiều lần khuấy động càn khôn, làm loạn xã tắc, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Thần tất nhiên là vì bệ hạ rồi.